Xin chào mọi người, chào mọi người đến kênh của mình. Mình tên là Đan Nguyễn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần khám phá dưới đại dương. Ở phần trước thì chúng ta đã khám phá được một trên phần 10 quãng đường rồi, còn 9 phần 10 quãng đường nữa ta sẽ phá nốt phần hôm nay nhé. Có vẻ trời nắng gì xuống dưới biển cho nó mát, mát quá, mát rượi luôn, quá là mát. Oh, có cái hồng. Hồng gì vậy ta? Chắc hồng đặc biệt. Thế wow, có cái xẻng rồi. Đâu rồi ta? Ủa, đủ cái xẻng có tiêu rồi. Ơi, đủ cái xẻng tút xa vậy. Trời đất ơi. Có cái xẻng trong tay, có thể đào đào cát được rồi. Tấm cát. Xây lâu đài cát được rồi. Sẽ lặn xuống gì hay không như vậy. Có cái cây làm gì trời, có cái cây làm gì nữa. Wow, có bộ đồ nhấp một của anh em à. Thiếu oxy, thiếu oxy, chậm, thiếu oxy quá. Bây giờ mình thiếu oxy quá, lặn sâu dưới biển không? Bạn không mang theo cái gì đó, các bạn sẽ ngập, tức là nhận ngập thở đó. Các bạn đã có một lớp giáp áo rồi, bạn sẽ lại xuống vì không có oxy đó các bạn. Xuống sâu hơn một tí nhỉ, xuống nào. Ấy dạ, ồ được cái cung rồi anh em à, mà không có cái kia sao bán. What the hell, ồ có miếng gà, không có cái cần, làm sao bắn được. What the hell, mình phải lên bờ nhấp. Trời ơi, không có, thiếu oxy trầm trọng là mình sẽ không sống được dưới nước. Mình phải có oxy, của mình oxy lên bờ hít nước rồi lặn xuống. Xuống nào, xuống nữa. Bây giờ nóng quá, trời mát mẹ ghê, lặn xuống cái biển quá mát luôn anh em ạ. Mát đấy anh em ạ. Wow, cái kiếm rồi. Kiếm dưới nước ngon rồi anh em ạ. Yes, kiếm súc chăng. Sẽ lại gần hộp kiếm cương ấy. Chúng ta phải nhanh nhanh lên một xíu. Cái gì vậy? Thấy hơi phê rồi đấy. Bạn thiếu oxy, các bạn phải lên bờ gấp. Là bạn hít thở không khí trong lành. Thế này. Mát quá. Đúng là tâm lạnh như biển, nó có mát có khác. Là mát. Đó cái nón tấn công, có còn gì bị tấn công mình. Phải là bộ gấp mà phải đổi nón vô. Đổi giáp vô anh em à. Vô. Đã có mũ ba rồi. Nghe cảm xúc chăng. Cái thường là sẽ xuống lấy nốt với một đồ còn lại, muốn đồ thịt túi mi rớt lại. Gấp lên ra làm được nhanh tay, lụm đồ vào nhanh tay. Lên bộ gấp. Mình có nguyên set đồ, nguyên set đồ bạc kim, không thiếu cái áo đó. Gì vậy trời, chưa gì mà muốn chết lấy xuống này à, coi như bị xuống lưng mình. Hay là vậy, hay là vậy, hay là vậy. Gặp cái gì mới bắn ghê vậy ta, gặp cái gì mới bắn ghê vậy ta. À, có giáp ba rồi anh em à, ngon rồi. Thứ không thiết có thể dục ra ngoài này bớt đi. Tiêu oxy một lần mở thấy được thì ở cái đặc xuất hay là con này ta tấn công. Có gì chuẩn bị, chắc là gì chuẩn bị. Thả ra, thả ra. Anh em ngon rồi, anh em bị ngon đấy. Lặn sâu thêm chút nữa nhỉ, lặn cái này nguy hiểm quá.
mình quá lên hình mình lên bờ kịp nóng vậy là... nóng quá phải lặn xuống để bị cho mát nghe mà nóng quá hồi máu để hồi máu đã hồi máu hồi máu hồi máu hồi máu mới xuống được con lợn này là sao nó quấn mình ghê vậy à giờ có con lợn không ta đúng rồi con lợn là cái đầu con lợn bạn thấy có thấy đầu con lợn không đó chính là đầu con lợn phải giết đầu con lợn giết phải giết tận gốc cái là xuống cái mẹ nóng quá xuống em ơi là xuống em mát quá trời ơi chuyện miền đất ơi miền đất mát quá em ơi miền ơi miền đất ơi mát quá trời ơi quá mát luôn em gì vậy trời xem chết tại vì không có oxy ở dưới nước không có oxy các bạn sẽ ngập nhân ngập lắm không sau đi nhớ mang đường oxy nha nha có bệnh oxy thì hơi hơi khó xuống dưới nước đấy các bạn à chút bắn đúng ta bắn không được thiếu cái cung sao bắn thiếu cái cần không có cần nó bắn được không có cần không bắn được bắn gì bắn có niềm tin thì bắn được thôi mày hiểu không miếng gà đi tỉnh táo dạ tỉnh táo đây tức là hồi máu ấy rồi nó sẽ đi lang thang trên trời thử leo lên con này vậy thử leo lên con này. Đây à. Chạy anh em à. Nhân đây. Chạy hơi nhân đây. Củ ăn ngon, tao nhớ thịt củ ăn ngon lắm. Ăn ngon hơn thịt chó anh em. Đã có kiếm bà mà thiếu khi tà ná đó là ngon. Mình sẽ đi dọc bờ biển. Khổ sót lại cái gì không? Đèo lặn đi nào lặn nào lặn nào lặn đi nào ô có cái cây tàn á kìa em cái gọi là cây tàn á được không ta được không được được cái này hơi yếu cái gọi là cây gọi là cây tàn á mẹ tiêu diệt cái con zombie yếu đuối các bạn hiểu không phải có cây tàn á này không còn khó gì thì bị lắm tê tà ná hộp đâu lắm hộp cái gì mà không hộp không có gì hết lên bờ gấp lên bờ gấp lên bờ gấp bị tấn công anh em mà không phải thiếu oxy thì là thiếu oxy thôi các bạn bình tĩnh trong bóng này nó hồi đầy đúng không mình sẽ lặn xuống tiếp trong thời gian đợi mà sẽ ăn thêm một đồ gà để tăng sức đề kháng dạ sẽ cầm kiếm đi. Wow. Mát quá nghe mà. Ê, có con cá voi kìa nghe mày. Cái gì vậy? À, con cái chim à, chỉ là con cá nó tấn công mình thôi. Con cá tấn công mình hiểu không? Tấn công dưới trời khoảng dưới hướng mặt này. Thì buổi giờ kinh khủng. Sao là kinh khủng thế vậy? Mình sẽ đi trên bờ để an toàn hơn. Muốn khúc hòm gì đây anh em? Ở gần mới được. Ở đây mà gấp, ấy à? Đây không? Thiếu oxy anh em à các bạn trên bờ các bạn không mang oxy thì rất là khó để trụ dưới nước khó lắm hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo các bạn nhớ theo dõi kênh mình nha mình tên là Lê Nguyễn các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo bye.